Chào các bạn nhé, sau đây mình sẽ làm một cái video nói về cách sử dụng cái phần mềm HP USB disk này. Phần mềm này thì là nó có đặc điểm là nó chỉ dùng để format USB khi chúng ta không thể format cái USB đấy theo một cách thông thường, và nó cũng chỉ sử dụng để format USB, nó không thể format cả thẻ nhớ như kiểu phần mềm SD card formatter này được. Đấy. Với phần mềm SD card formatter này thì mọi người format một cách rất chi là đơn giản. Đấy. Đây. Mọi người có thể nháy đúp vào bấm yes. Sau đó mọi người bấm chọn vào một cái USB, xong đó mọi người format là ok, không xảy ra một vấn đề gì cả. Cái ổ G mình sẽ format cho mọi người xem, bấm rất chi đơn giản thôi. Đấy, bấm ok. Đấy, đấy, rất chi là đơn giản. Ở phần mềm SD card này thì nó có thể là format cả cả USB và cả thẻ nhớ SD card formatter này. Nhưng với phần mềm này, phần mềm HP USB disk này, hoặc còn gọi là phần mềm HP USB FW, mọi người không thể nháy đúp vào đây được. Nháy đúp vào nó sẽ báo lỗi. Đây, nó sẽ báo lỗi là với phần mềm này thì phải có quyền quản trị viên nó mới chạy được. Sau đó ta bấm ok. Đấy. Để chạy được phần mềm này thì các bạn bấm chuột phải, sau đó bấm run admin cheater, bấm yes. Đấy. Tại đây thì mọi người có thể format. Bấm lần đầu tiên nó sẽ báo lỗi. Start này, yes này. Đây sẽ báo lỗi đấy, phần mềm được chống ghi, và mình bấm lại lần nữa thì nó sẽ ok đấy, bấm lại lần nữa nó sẽ format được bình thường. Nhưng nếu như bây giờ chúng ta lại format lại lần nữa thì sẽ báo lỗi, lại báo lỗi là chống ghi đấy, mọi người thấy không, nó chỉ format được một lần thôi. Toshiba. Cái này mình vừa format bằng cái SD card này nên là mình sẽ format được. Đây, bấm yes. Đấy, sẽ báo lỗi này. Mọi người bấm lại lần nữa thì ok. Đấy. Đấy. Nhưng bây giờ nếu mà lại bấm lại lần nữa, format lần nữa sẽ báo lỗi à? Đấy. Thiết bị được bảo vệ. Thử Samsung này. Của Samsung thì là cái này nó là cái thiết bị nghe nhạc. Kiểu ngày xưa thôi. Mình tận dụng để mình làm thẻ nhớ, là làm USB lưu trữ đấy. Để mở mình sẽ làm lại với phần mềm HP USB disk này nhé. Đầu tiên mọi người chuột phải run admin cheater yes.
start này, xong yes này, đấy nó sẽ báo lỗi này. Bây giờ nếu mình bấm lại lần nữa nó vẫn báo lỗi bởi vì mình vừa thực hiện rồi, đấy, nó vẫn báo lỗi. Bây giờ mình muốn nó chạy được thì mình sẽ chạy qua cái này đã. Đây là mình chỉ chạy cho mọi người xem thôi nhá. Chẳng biết cái ổ nào đấy. Đây là ổ hát này, mình sẽ làm lại hết. Ổ hát là của Samsung rồi, Toshiba. Nhét này. Đấy, ok. Đấy. SD card formatter này rất đơn giản. Bây giờ mình sẽ format lại này. Đấy, báo lỗi. Thử lại lần nữa thì ok. Đấy. Với phần mềm HP USB FVK này thì nó có nhiều cái hạn chế. Thứ nhất là không thể format được thẻ nhớ. Cái thứ hai nữa là phương thức sử dụng là nó hơi khác biệt một tí, là mình phải chuột phải vào và mình xác nhận quyền của quản trị viên thì nó mới chạy được. Còn nếu mà chỉ nháy đúp như các phần mềm thông thường thì nó không thể mở được. Và mỗi một cái USB ta chỉ có thể format một lần với cái phần mềm này. Format lần hai là sẽ báo lỗi. Đấy. Format lần nữa là sẽ báo lỗi. Đấy. Phần mềm HP USB nó sẽ có kiểu sử dụng là như vậy. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đây. Tổng quát lại cách sử dụng đây. Mình đã ghi lại cách sử dụng của HP USB FVK. Tên ở trên màn hình của nó sẽ là HP USB này. Sau khi tải về này, trượt phải vào ứng dụng này. Đây, cái này là bắt buộc nhé, bắt buộc phải bấm trượt phải nhé để chạy với quyền quản trị viên. Chọn yes, ô đầu tiên bên dưới này, chữ David, bấm mũi tên đi xuống để chọn USB xem nó là loại nào. Bấm start này, bấm yes này, bảng báo lỗi hiện ra thì mình sẽ bấm ok này. Xong lại bấm start này, xong bấm yes này, xong là bấm ok. Đấy, bảng chú ý này, mỗi USB chúng ta chỉ có thể sử dụng với phần mềm HP USB FVK hoặc là HP USB disk này. Format được một lần, nếu format lần hai sẽ báo lỗi. Đây, cái bảng báo lỗi nó sẽ báo ra ở đây. Đây phần tiếng Việt. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay hãy chia sẻ và đánh giá video để mình tham khảo ý kiến của mọi người, để các video sau sẽ thực hiện được một cách tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho mình nhé.